pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mỗi ngày các vị đến nghe kinh, nghiên cứu Phật pháp, xong danh tướng cũng không nhớ. Hỏi: Thế nào là tứ niệm xứ? Tôi không biết. Hỏi: Thế nào là ngũ căn? Có phải hôm qua tôi đốt hương ngũ căn chăng? Hỏi: Thế nào là lục độ? Con người của tôi chẳng có sáu cái bụng. Hỏi: Thế nào là bát chánh đạo? Đại khái là tám con đường. Hỏi: Thế nào là thập lực? Có phải là 10 sức lực chăng? Lại hỏi: Thế nào là 18 pháp bất cộng? Lại không biết. Một hỏi ba không biết, đến học Phật pháp như vậy có tiến bộ chăng? Pháp môn thì vô lượng. Thử hỏi mình học chưa? Nếu chưa học thì hãy mau học, nếu đã học rồi thì càng phải học cho nhiều, phải dũng mãnh tinh tấn. Riêng học Phật pháp thì tương lai có thể trợ giúp Phật Hoằng pháp hoàn thành nhiệm vụ là Phật giáo đồ. Bằng không, thư đáo dụng thời phương hận thiếu, đến lúc dùng hậu hối cũng không kịp. Sự phi kinh quá bất chi nan. Người nghe người ta giảng kinh thuyết pháp cảm thấy rất dễ dàng, song khi mình giảng thì mới biết mùi vị của nó chẳng đơn giản, phải trải qua một phen công phu khổ cực thì mới được thắng lợi, không thể làm á dương tăng. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Lời nguyện này phải nương vào công phu thật để thành tựu, chẳng phải nói suông mà là thực hành. Nói mà làm không được thì vĩnh viễn không thể thành đạo. Tự mình hỏi mình Phật đạo đã thành chưa? Nếu chưa thành thì hãy mau y pháp tu hành, tương lai nhất định sẽ thành Phật đạo. Bốn hoằng thệ nguyện này các vị phải ghi nhớ mà thực hành. Đừng cố phụ mục đích mỗi ngày đến nghe kinh. Nghe kinh là vì khai ngộ, khai ngộ mới có thể thành Phật. Cho nên nói Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật tử Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội này được 10 pháp đồng với tất cả chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại. Những gì là 10? Đó là được các tướng tốt, đủ thứ sự trang nghiêm đồng với chư Phật, hay phóng lưới đại quang minh thanh tịnh đồng với chư Phật, thần thông biến hóa điều phục chúng sinh đồng với chư Phật, vô biên sắc thân thanh tịnh, viên âm đồng với chư Phật, tùy chúng sinh nghiệp hiện tịnh cõi Phật đồng với chư Phật. Hết thảy lời lẽ của tất cả chúng sinh đều nhiếp trì được không quên, không mất đồng với chư Phật, vô tận biện tài tùy tâm chúng sinh mà truyền pháp luân, khiến cho sinh trí huệ đồng với chư Phật. Đại sư Tử Hống không khiếp sợ, dùng vô lượng pháp khai ngộ quần sinh đồng với chư Phật, trong khoảng một niệm dùng đại thần thông vào khắp ba đời đồng với chư Phật, khắc huyền bày cho tất cả chúng sinh biết sự trang nghiêm của chư Phật, oai lực của chư Phật, cảnh giới của chư Phật đồng với chư Phật. Các vị Phật tử khi Đại Bồ Tát Trụ Tam Muội Vô Ngại Luân đắc được 10 pháp đồng với tất cả chư Phật, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Những gì là 10? Đó là: một, Bồ Tát đắc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ thứ sự trang nghiêm đồng với chư Phật. 2, Bồ Tát hay phóng lưới đại quang minh thanh tịnh ở trong hư không đồng với chư Phật. 3, Bồ Tát dùng thần thông biến hóa để điều phục tất cả chúng sinh đồng với chư Phật. 4, Bồ Tát có vô biên sắc thân và viên âm thanh tịnh đồng với chư Phật. Phật có 8 âm: A, âm cực tốt; B, âm nhẹ nhàng; C, âm hài hòa; D, âm êm tai; E, âm chẳng phải người nữ; F, âm chẳng lầm; G, âm sâu xa; H, âm chẳng hết được. 5, Bồ Tát tùy nghiệp của chúng sinh tạo ra mà hiện có Phật thanh tịnh đồng với chư Phật. 6, Bồ Tát đối với hết thảy lời lẽ của tất cả chúng sinh, như phi cầm có lời lẽ của phi cầm, tẩu thú có lời lẽ của tẩu thú, cá rùa có lời lẽ của cá rùa, côn trùng có lời lẽ của côn trùng, tóm lại phi tiềm động thực đều có lời lẽ của chúng. Tất cả lời lẽ Bồ Tát đều nhiếp trì không quên không mất đồng với chư Phật. 7, biện tài của Bồ Tát như nước sông lớn chảy thao thao bất tuyệt, chẳng có khi nào cùng tận. Bồ Tát có trí huệ phương tiện khéo léo, tùy thuận tâm niệm của chúng sinh mà thường truyền đại pháp luân, khiến cho chúng sinh đắc được trí huệ đồng với chư Phật. 8, Bồ Tát có oai lực của Đại sư Tử Hống. Trong Chứng Đạo Ca có nói: Sư Tử Hống vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Chẳng có khi nào khiếp sợ, dùng vô lượng pháp môn để khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, bỏ tà theo chánh, thân tâm kiện khang, tư tưởng thuần chánh đồng với chư Phật. 9, Bồ Tát trong khoảng một niệm dùng đại oai thần thông lực vào khắp cảnh giới ba đời vô ngại,
đồng với chư Phật, có thể đem ba đời rời đi. Đời quá khứ tuy đã quá khứ, sao có thể rời đến hiện tại? Hiện tại tuy không ngừng, sao có thể rời đến vị lai? Đời vị lai tuy chưa đến, sao có thể rời về quá khứ? Lý luận cảnh giới này là của bậc trí, người thế tục khó mà tin được. Tại sao? Vì sự chấp trước của người thế tục quá sâu, cho rằng quá khứ tức là quá khứ, hiện tại tức là hiện tại, vị lai tức là vị lai, làm sao mà rời đổi được, làm đảo lộn thời gian đâu có lý này. Người thế tục không hiểu được đạo lý ba đời vô ngại. Thật ra mà nói, vốn chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai, chẳng có hiện tại, bất quá tâm chấp trước của chúng sinh khởi phân biệt mà thôi. Ở trong đại viên cảnh trí của chư Phật, ba đời không phân biệt. Ở trong thức a lại gia của chúng sinh, ba đời có sự phân biệt. Cho nên trong kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Đó là đạo lý thấu rõ ba tâm bất khả đắc, tức cũng là dạy con người đừng chấp trước, đừng có tâm phân biệt, phải có tư tưởng viên dung vô ngại. Do đó dọc bao thái hư ngang khắp xa giới, phóng tâm lượng rộng lớn. 10. Bồ Tát khắp hiển bày cho tất cả chúng sinh biết sự trang nghiêm của chư Phật, oai lực của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, tất cả đồng với chư Phật, chẳng có gì khác biệt. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch với Bồ Tát Phổ Hiền rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát này được pháp như vậy, đồng với các Như Lai, sao chẳng gọi là Phật, sao chẳng gọi là bậc thập lực, sao chẳng gọi là bậc nhất thiết trí, sao chẳng gọi là bậc được Bồ Đề trong tất cả pháp, sao chẳng gọi là bậc thấy khắp, sao chẳng gọi là bậc thấy vô ngại trong tất cả cảnh, sao chẳng gọi là bậc giác tất cả pháp, sao chẳng gọi bậc trụ không hai với ba đời chư Phật, sao chẳng gọi bậc trụ thật tế. Tại sao tu hành hạnh nguyện phổ hiền chưa từng ngừng nghỉ? Tại sao không thể rốt ráo pháp giới xả Bồ Tát đạo? Lúc đó Bồ Tát Phổ Nhãn bèn nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng, đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này đã được đủ thứ pháp như vậy, đồng với cảnh giới của chư Phật chẳng có khác biệt, xong tại sao chẳng phải là Phật? Tôi thật chẳng minh bạch, xin nhân giả từ bi chỉ thị 11 vấn đề dưới đây, trả lời rõ ràng những vấn đề này tại sao. 1. Tại sao chẳng gọi là Phật? 2. Tại sao chẳng gọi là bậc thập lực? 3. Tại sao chẳng gọi là bậc nhất thiết trí? 4. Tại sao chẳng gọi là bậc được Bồ Đề trong tất cả pháp? 5. Tại sao chẳng gọi là bậc thấy khắp? 6. Tại sao chẳng gọi là bậc thấy rõ viên dùng vô ngại trong tất cả cảnh giới? 7. Tại sao chẳng gọi là bậc giác ngộ tất cả pháp? 8. Tại sao chẳng gọi là bậc trụ không hai với ba đời chư Phật? 9. Tại sao chẳng gọi là bậc trụ thật tế lý thể? 10. Tại sao vị Đại Bồ Tát này tu hành hạnh nguyện của Phổ Hiền chưa từng ngừng nghỉ, tất nhiên đồng với chư Phật phải nên ngừng nghỉ, không cần tu hành nữa? 11. Tại sao vị Đại Bồ Tát này không thể rốt ráo pháp giới các pháp thật tướng, chưa xả bỏ đạo của Bồ Tát tu, tất nhiên vẫn tu Bồ Tát đạo, làm sao đồng với chư Phật? Bồ Tát Phổ Nhãn ngài đương nhiên minh bạch 11 vấn đề này, nhưng vì nghĩ đến đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm và tất cả chúng sinh tương lai, nên thỉnh Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp. Đây tức là tinh thần của Bồ Tát, nguyện làm ảnh hưởng chúng, thay thế chúng sinh để thỉnh pháp. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Phổ Nhãn rằng, lành thay Phật tử, như lời ngài hỏi, nếu Đại Bồ Tát này đồng với tất cả chư Phật, tại sao chẳng gọi là Phật, cho đến không thể xả bỏ Bồ Tát đạo? Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Phổ Nhãn rằng, lành thay, đệ tử của Phật như lời ngài hỏi, nếu Đại Bồ Tát này đồng với tất cả chư Phật, tại sao chẳng gọi là Phật, cho đến không thể xả bỏ Bồ Tát đạo? Phật tử, Đại Bồ Tát này đã tu tập đủ thứ hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, đời quá khứ vị lai hiện tại, vào cảnh giới trí huệ, tức gọi là Phật. Ở chỗ Như Lai tu hạnh Bồ Tát không có ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát. Các lực của Như Lai thầy đều đã vào, tức gọi là thập lực. Tùy thành 10 lực, thực hành hạnh phổ hiền mà không ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát. Biết tất cả pháp mà hay dễ nói, gọi là nhất thiết trí. Tùy hay dễ nói tất cả các pháp, nơi mỗi mỗi pháp tư duy khéo léo chưa từng ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát. Biết tất cả pháp không có hai tướng, tức gọi là ngộ tất cả pháp, nơi đạo tất cả các pháp sai biệt, hai mà chẳng hai, khéo léo quán sát chuyển chuyển tăng thắng không có ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát. Đã thấy rõ cảnh giới phổ nhãn, gọi là phổ nhãn. Tuy chứng được cảnh giới phổ nhãn, niệm niệm tăng trưởng chưa từng ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát. Nơi tất cả pháp thầy đều chiếu rõ,
để các ám chướng gọi là thấy vô ngại. Bậc thấy vô ngại thường xuyên nghĩ nhớ gọi là Bồ Tát. Phật tử, xin chú ý lắng nghe, nay tôi sẽ nói rõ ràng về 11 vấn đề này. 1. Đại Bồ Tát này đã tu hành học tập đủ thứ hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, vào cảnh giới nhất thiết trí huệ, liền gọi là Phật. Song ở chỗ chư Phật vẫn tu hạnh Bồ Tát, không có lúc nào ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát. 2. Vị Đại Bồ Tát này đối với 10 lực của chư Phật thầy đều chứng được, liền gọi là thập lực. Tuy đã thành tựu thập lực nhưng vẫn phải tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát. 3. Vị Đại Bồ Tát này biết tất cả các pháp, minh bạch tất cả nghĩa, hay vì tất cả chúng sinh dễ nói nghĩa lý, diệu pháp, liền gọi là nhất thiết trí. Tuy hay dễ nói tất cả các pháp, nhưng ở trong mỗi thứ pháp dùng thiện xảo để tư duy, chưa từng dừng lại hoặc ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát. 4. Vị Đại Bồ Tát này biết tất cả các pháp, không có hai tướng, dù một tướng cũng không có, tức gọi là ngộ tất cả pháp. Vì đối với đạo lý hai tướng chẳng tướng, phân biệt tất cả các pháp, dùng thiện xảo để quan sát, chuyển chuyển thăng thắng, không có lúc nào ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát. 5. Vị Đại Bồ Tát này đã thấy rõ cảnh giới phổ nhãn, tức gọi là phổ nhãn. Tuy chứng được cảnh giới phổ nhãn, nhưng niệm niệm tăng trưởng, vẫn phải hướng về trước, cầu tiến bộ, chưa từng ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát. 6. Vị Đại Bồ Tát này đối với tất cả các pháp tài đều chiếu rõ, để khỏi tất cả ám chướng, cho nên gọi là thấy vô ngại. Vì Bồ Tát thường xuyên nghĩ nhớ tất cả chư Phật, cho nên gọi là Bồ Tát. Đã được mắt trí huệ của chư Phật, tức gọi là giác ngộ tất cả pháp, quán các Như Lai chánh giác trí nhãn mà chẳng phóng dật, gọi là Bồ Tát. Trụ chỗ Phật trụ với Phật không hai, gọi là bậc trụ với Phật không hai, được Phật tiếp thọ tu các trí huệ, gọi là Bồ Tát. Thường quán tất cả thế gian thật tế, tức gọi là bậc trụ thật tế. Tuy thường quan sát các pháp thực tế mà không chứng nhập cũng không xả lìa, gọi là Bồ Tát. Chẳng đến chẳng đi, chẳng đồng chẳng khác, sự phân biệt này thầy đều vĩnh viễn diệt trừ, tức gọi là bậc nghỉ ngơi nguyện. Tu tập rộng lớn viên mãn bất thối, tức gọi là bậc chưa nghỉ nguyện phổ hiền. Biết rõ pháp giới không có bờ mé, tất cả các pháp một tướng vô tướng, tức gọi là rốt ráo pháp giới xả Bồ Tát đạo. Tuy biết pháp giới không có bờ mé mà biết đủ thứ tất cả tướng khác nhau, khởi tâm đại bi độ các chúng sinh, hết thuở vị lai không có mệt mỏi, tức gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. 7. Vị Đại Bồ Tát này đã chứng được mắt trí huệ của chư Phật, tức gọi là giác ngộ tất cả pháp. Vì mắt quan sát chánh giác trí huệ của tất cả chư Phật mà chẳng phóng dật, lúc nào cũng tinh tấn, ở đâu cũng đều giữ quy củ, cho nên gọi là Bồ Tát. 8. Vị Đại Bồ Tát này trụ cảnh giới chỗ của Phật trụ với Phật không hai, gọi là bậc trụ với Phật không hai. Vì được Phật nhiếp thọ tu tập nhất thiết trí huệ, cho nên gọi là Bồ Tát. 9. Vị Đại Bồ Tát này thường quan sát chân thật lý thể của tất cả thế gian, tức gọi là bậc trụ thật tế. Tuy thường quan sát các pháp thật tế mà không chứng nhập thật tế lý thể, cũng không xả lìa chân thật lý thể, cho nên gọi là Bồ Tát. 10. Vị Đại Bồ Tát này chẳng đến chẳng đi, chẳng đồng chẳng khác, sự phân biệt này vĩnh viễn diệt trừ, tức gọi là bậc nghỉ ngơi nguyện. Vì Bồ Tát tu tập rộng lớn hạnh nguyện phổ hiền, viên mãn bất thối, tức gọi là bậc chưa nghỉ nguyện phổ hiền. 11. Vì Đại Bồ Tát này biết rõ pháp giới chẳng có bờ mé, tất cả các pháp một tướng vô tướng, tức gọi là rốt ráo pháp giới xả Bồ Tát đạo. Tuy biết pháp giới không có bờ mé mà biết có đủ thứ tất cả tướng khác nhau, khởi tâm đại bi nguyện độ tất cả chúng sinh, dù hết thuở vị lai cũng không có mệt mỏi, cũng không nhàm chán, cho nên gọi là Bồ Tát Phổ Hiền.